Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mẹ là đề tài muôn thuở của nhiều nhạc sĩ. Và tiếp theo đây sẽ là một ca khúc về mẹ vô cùng ý nghĩa. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Huyền. Và mọi người hay gọi mình là Si Giáng. Mình sinh ra và lớn lên tại Yên Bái. Và trong một gia đình chỉ có mẹ và mình thôi. Thật sự đối với mình, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, tình yêu và sức lực của mình để dành cho mình suốt 22 năm qua. Bài hát đầu tiên mình sáng tác đó là một bài hát về mẹ. Mình có viết vào năm lớp 7. Đến với Sing My Song, mình mong muốn được gửi đến mọi người một sáng tác mình cũng viết về mẹ của mình, cũng như là chính câu chuyện của mình. Mình không phải là người giỏi để truyền đạt tất cả những suy nghĩ của mình hay là tình cảm của mình dành cho mẹ, nên là mình đã gửi gắm tất cả vào bài hát này và mong rằng mẹ sẽ hiểu được tình cảm đó và luôn luôn ủng hộ cho mình.
được chào tất cả các vị huấn luyện viên đang có mặt tại đây, cũng như là tất cả các vị khán giả đang có mặt tại trường quay Sing My Song. Bạn làm cho tôi đắn đo cho đến phút chót. Tôi tiếc vô cùng bởi vì bài hát của bạn nó gần như nó được rồi thì bạn khai triển giai điệu làm nó lại lắc léo đi và tôi rất đáng tiếc. Bạn hãy giới thiệu về mình chút xíu và bạn đã sáng tác nhiều chưa? Em xin được tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Huyền. Em đến từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm nay em 22 tuổi. Để nói về cái sáng tác của em thì thật sự em học thanh nhạc nên là cái việc sáng tác của em thì thật sự là hoàn toàn là bản năng thôi ạ. Điều đó nó thể hiện rất rõ trong cái bài hát của bạn bởi vì nó vẫn còn đâu đó những cái sự non nớt rất là đáng yêu. Mà tôi lại tưởng tượng rằng tôi nhìn thấy tôi ở đâu đó khoảng 20 năm trước khi mới bắt đầu tập tành sáng tác cũng vậy. Và cũng nhìn thấy những cái ca từ nó ngây ngô của mình. Đoạn điệp khúc của bạn rất là thú vị. Cái cách bạn tiến hành giai điệu ta da 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 da. Thế nhưng mà sau đó bạn lại không biết tận dụng cái ý tưởng đó. Đó là một cái cách tiến hành giai điệu vô cùng đẹp. Mà tại sao bạn lại bỏ phí nó, bạn lại chuyển sang một ý tưởng khác. Bạn lại có thể để dành cái ý tưởng đó cho một bài khác và tiếp tục phát triển nó được mà. Thật sự thì như đã nói á, cái việc sáng tác của em theo bản năng thôi. Nên là đến với Sing My Song em cũng mong muốn là được vào một đội nào đấy để hoàn thiện hơn những cái sáng tác của mình. Nhưng mà thật là không may mắn khi mà hôm nay đến đây thì em cũng không được ai chọn. Nên là em nghĩ là em vẫn theo đuổi con đường này và em sẽ cố gắng trau dồi hơn, nhiều hơn nữa. Sáng tác thì nói chung khi em đã nói đến cái bản năng thì cái điều đầu tiên của người làm nghề âm nhạc chính là bản năng. Và khi em tự nhận em có bản năng rồi thì em tiếp tục. Và anh tin là với âm nhạc, với những cái con đường em đi ấy, thì anh nghĩ rằng một thời gian nữa thì anh nghĩ là sẽ ổn. Tôi chưa chọn bạn là vì tôi muốn bạn sẽ có thời gian hơn nữa, có thể năm sau. Khi năm sau chắc chắn là Huyền viết ca khúc sẽ khác. Và tôi tin chắc là điều đấy. Và cũng mong Huyền đừng buồn quá. Và mình sẽ có nhiều cơ hội ở phía trước hơn. Thật sự hôm nay đến đây với Sing My Song thì em được thể hiện cái ca khúc của mình dành cho mẹ của mình. Thì thật sự em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và em xin được cảm ơn chương trình Sing My Song. Vì Sing My Song không những là một cuộc thi mà là nơi để kết nối cũng như là để cho em có cơ hội được gửi gắm tình cảm đối với mẹ em. Và em cảm thấy không còn điều gì đáng tiếc nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn Nguyễn Huyền với ca khúc Con Chỉ Có Mẹ Thôi. Kho tàng âm nhạc về mẹ đã có thêm một ca khúc ý nghĩa. Và hẹn gặp lại bạn ở bài hát hay nhất mùa thứ hai nhé. Để anh đưa em xuống. Và mong rằng mẹ sẽ cảm nhận được. Và mong mẹ hãy yên tâm một điều. Từ giờ cho đến suốt cuộc đời, con sẽ luôn bên mẹ vì con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn Huyền rất nhiều. Thưa quý vị, mỗi một ca khúc của chúng tôi đều có một thông điệp riêng. Và những lời ngọt ngào này của một người con gái gửi cho mẹ không còn gì hơn nữa. Và chúc bạn luôn thành công và mạnh khỏe. Em cảm ơn chị ạ.